Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến bài số 34 trong chuỗi 50 video về đọc hiểu GLPT N1. Nội dung của bài ngày hôm nay là hỏi về ý nghĩa của từ gạch chân. Với cái dạng bài này thì mình sẽ cần phải đi đọc cái câu trước hoặc là cái câu sau để tìm một cái ý nào đấy thay thế, một cái cách diễn đạt nào đấy thay thế cho cái cụm từ gạch chân để hiểu về cái ý nghĩa của nó. Bài này khá là khó để mà có thể giải thích nên là mình cũng có chọn để mà lấy trong cái video 50 bài lần này. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đọc cái câu hỏi này. Kenli no ue ni nemu ru mono to wa dare ka? Người ta hỏi là ai, là cái người mà ngủ quên ở trên cái quyền lợi. Thì bây giờ mình sẽ cùng đọc cái bài đọc ngày hôm nay nhé. Gakusei jidai ni Suehiro Izutaro sensei kara minho no kogi o kiita toki shiko toiu 制度について次のように説明されたのを覚えています. Ở đây mình bắt gặp cấu trúc là Toki này. Khi mà nghe cái cô ghi là cái bài giảng về luật dân sự từ cái ông giáo viên này thời còn là học sinh ấy, thì là tôi vẫn còn nhớ cái nội dung mà được giải thích như sau về cái chế độ được mang tên là Jiko. Jiko ở đây người ta đang giải thích là cái việc mà mất đi quyền hạn sau khi mà đã quá một cái thời điểm, sau khi mà đã quá một cái thời gian nhất định nào đó, thì ở đây mình sẽ dịch tạm thời đó là mất đi cái quyền hạn ấy. Đấy. Thì okane o karite sai soku sarenai no o ii koto ni shite neko baba o kime komu fu kokoro e mono ga toku o shite ki no yowai zennin no kashite ga kekkyoku sono suru toyu kekka ni naru no wa zuibun funinzou na hanashi no you ni omowareru kereromo kono kite no konkyo ni wa kenri no ue ni nagaku nemutte iru mono wa minho no hōgo ni atashinai toiu shūshi ga fukumareteiru toiu ohanashi datta no desu. Câu này rất là dài thì mình sẽ nhìn vào các cái dấu phẩy và nhìn cứ từng cụm một, sau đó là mình liên kết lại các cái ý với nhau. Với cái dấu phẩy đầu tiên mình sẽ thấy là nani nani o, nani nani ni suru này. Coi cái gì đó là cái gì, biến cái gì đó là cái gì. Thì là mình sẽ hiểu ở đây là coi hoặc là biến cái việc mà vay tiền rồi không bị sarenai. Đây là không bị thúc giục. Thúc giục ở đây thì nó chính là không bị ép hoặc là bị bắt giục phải trả ấy, là một cái việc bình thường, hoặc là coi đấy là một cái điều tốt này. Rồi nekobaba o kime komu fu kokoro emono. Vậy fu e kokoro emono ở đây là những cái người mà có cái tâm, đúng không? Có cái ý, có cái tâm rằng là sẽ quyết định là sẽ nekobaba. Nekobaba ở đây là ý là kiểu nhặt được của rơi, là xin mời đút túi đấy. Khi mà vay tiền mà không bị thúc giục trả ấy, thì những cái người mà có cái tâm địa là quyết định là sẽ biển thủ ấy, sẽ toku oste ở đây là sẽ tính là được lợi hoặc là được coi là được lợi. Kino yowai zenino Castega thì những cái người mà cho vay mà hiền lành này, rồi nhân hậu, rồi nhân đức, rồi những cái người mà tốt bụng cho vay có cái trạng thái gọi là yếu thế ấy, thì là kết cục là sẽ bị làm sao, kết cả ni na dự là sẽ bị cái kết quả là bị thiệt. Thì no quá thì cái việc đó, đúng không, cái no quá ở đây nó chính là cái chủ ngữ rồi. Vậy mình sẽ hiểu tất cả cái đoạn ở trên đấy nó là miêu tả cái mệnh đề của chủ ngữ, là cái việc mà cái người mà vay tiền dắp tâm là biển thủ này, rồi không giả tiền ấy, thì cái người vay sẽ rốt cuộc là sẽ bị thiệt ấy. Thì cái no á, cái việc đó thì zuibun funinzo na hanashi no yo ni omowareru keredomo, cái việc đó thì là cho rằng là mọi người cho rằng là, khi mà mình thấy cái động từ ở dạng bị động như thế này này thì mình sẽ lôi cái yếu tố thứ ba vào để dịch cho nó xuôi, là mọi người sẽ cho rằng là cái việc đó là cái việc mà một cái câu chuyện kiểu rất là vô nhân tính, đúng không, khá là gọi là vô nhân tính. Tuy nhiên là sao, kono kite no konkyo niwa, ở đây thì mình sẽ nhìn luôn xuống cuối câu thì mình sẽ thấy có cái cụm đó là fukumareteiru, có là trong cái gì thì có chứa cái gì, có là trong cái căn cứ của cái quy định này, thì cái quy định này nó đứng lơ lửng, cái kono ở đây nó đứng lơ lửng ở giữa câu, đúng không, thì nó thay thế luôn cho cái ý ở đằng trước cái đề đồ mố này này. Những cái người mà dắp tâm là biển thủ đấy, nếu như mà vay tiền mà không bị dục giả ấy, thì là sẽ được lợi này, và cái người mà cho vay hiền lành nhưng mà yếu thế đấy thì rốt cuộc là sẽ bị thiệt thôi. Cái việc đấy mặc dù là
là một cái việc rất là vô nhân tính, nhưng mà cái căn cứ của cái quy định này ấy, thì nó lại đang hàm chứa cái CUC, cái mục đích hay là cái ý nghĩa rằng là những cái người mà ngủ quên, nếu mất tê tự là ngủ quên, nagaku đây là ngủ quên quá lâu ở trên cái quyền lợi ấy, thì là sẽ gì không atai shinai, là nó sẽ không có cái giá trị để mà bảo vệ ở trong luật dân sự. Toyu ohanashi datta no desu. Thì toyu ohanashi ở đây nó chính là cái câu chuyện về cái lời giải thích của cái ông giáo viên mà cái tác giả đã nghe thấy từ hồi mà còn học sinh. Thì khi đọc đến đây mình còn có một cái điểm mà nhận ra nữa, đó là các bạn sẽ thấy là cái câu đầu tiên ấy, người ta đang nói về cái jiko toyu se độ đúng không? Là khi mà học về luật dân sự ấy, thì cái ông giáo viên ông ấy có giải thích về cái se độ, về cái chế độ được gọi là jiko này, gọi là mất đi cái quyền lợi khi mà hết một cái khoảng thời gian nào đấy. Thì ở đây đến cái phần câu số 2 mình sẽ thấy cái chủ ngữ là no hóa. Vậy cái no này nó là cái gì ấy? Thì nó chính là cái chế độ đấy, đúng không? Cái chế độ ở trong cái câu đầu tiên này này. Vậy là cái chế độ mà cái quy định đấy, hay còn gọi là cái konokite no konkyo ở đây, thì nó lại là đứng lơ lửng ở giữa câu, thì nó lại thay thế cho cái ý ở đằng trước hay cái câu ở đằng trước nó. Nên là cái konokite ở đây thì đồng nghĩa cái no hóa ở đây mình cũng có thể dịch là cái kite. Thì cái quy định đấy nó chính là cái đoạn ở đằng trước mà mình vừa phân tích đấy. Kono setsume ni watashi wa naruhodo to omou to douji ni kenri no ue ni nemuru mono という言葉が miou ni tsuyoku inso ni nokorimashita. Ní ở đây là trong cái phần giải thích này thì tôi omou to là tôi đã nghĩ rằng naruhodo quả ra là như vậy, hóa ra nó là như vậy. Douji ni là đồng thời với cái suy nghĩ đấy thì là という言葉が miou ni tsuyoku inso ni nokorimashita. Tôi vẫn còn một cái ấn tượng rất là sâu sắc, rất là mạnh với cái cụm từ được mang tên là ngủ quên, đúng không? Người mà ngủ quên ở trên cái quyền lợi. Ima kangaete miruto, bây giờ khi mà thử suy nghĩ lại thì seikyu suru koi niyotte jiko o chiudan shinai kagiri tan ni jibun wa saikensa dearu toyu ichi ni anjiu shite iru to tsui ni wa saiken o soushitsu suru toyu logiku no naka ni wa ichiminho no hori ni toromaranai kiwamete jiudai na imi ga hisonde iru you ni omowaremasu. Lại tiếp tục một cái câu dài nữa và lại tiếp tục nhìn vào các dấu phẩy thôi. Bây giờ khi nghĩ lại thì kagiri này, nếu này, khi mà nhìn thấy kagiri thì là mình sẽ hiểu đó là cái câu điều kiện ở trong tiếng Nhật, nó bằng với if ý, là nếu như mà không làm sao, không chiêu đan là tạm dừng cái jiko. Jiko ở đây nó chính là cái việc mà tạm dừng cái việc mà mất đi cái quyền hạn của mình ấy, khi mà hết cái thời gian có hiệu lực ấy, bằng cái hành vi là seikyu. Seikyu ở đây là yêu cầu, thì là mình sẽ phải liên kết, nó chính là yêu cầu cái việc mà trả tiền đấy nhá. Thì nếu như mà mình không tạm dừng, đúng không, không tạm dừng cái khoảng thời gian mất đi cái quyền hạn của mình bằng cái hành vi gọi là yêu cầu đấy, và đơn thuần di bương mà đơn thuần là bản thân mình chỉ có an ziu stay được tố, là chỉ có an trú ở trong cái vị trí được mang tên là người cho vay, thì tố này có là khi mà mình không tạm dừng lại cái khoảng thời gian mà mình mất đi quyền lợi đấy này, và mình chỉ có đơn thuần là an trú trong cái vị trí đấy này, thì tsui ni wa rốt cục thì làm sao saiken o soushitsu suru, thì là mình sẽ mất đi cái saiken. Saiken ở đây nó chính là cái quyền lợi mà được nhận lại cái số tiền mà mình đã trả, hoặc là nhận lại cái số tài sản mà mình đã cho vay. Thì tối ưu, đúng không? Logic cự, vậy là cái logic cự ở đây nó chính là danh từ chính, và tất cả cái đoạn ở trên của mình nó đều bổ nghĩa cho cái logic cự no naka ni wa này thôi. Naka ni wa ở đây là cấu trúc ngữ pháp, trong cái hoàn cảnh, trong cái bối cảnh, trong cái trạng thái, gọi là trong cái logic là cái lập luận được mang tên là nếu như mà mình không thế nọ thế kia và mình chỉ có an trú thế nọ thế kia thì là rốt cuộc mình sẽ mất đi cái quyền gọi là trả tiền, trả lại cái số tiền mà mình đã cho vay đấy. Thì với cái logic này, trong cái logic này thì ni wa hisonde iru,
thì nó sẽ ẩn chứa nhé. Cái từ hisomu ở đây là ẩn chứa, omoaremasu ở đây là mọi, tôi cho rằng là, đúng không? Tôi cho rằng là, tại vì chủ ngữ ở cái câu này của mình nó là ima kangaete miruto, là hiện tại bây giờ khi mà tôi nghĩ lại thì là tôi cho rằng là gì, ở trong cái logic đó thì nó đang ẩn chứa một cái ý nghĩa rất là to lớn. Kiwamete nó sẽ đi với cái tính từ ở đằng sau này, ẩn chứa một cái ý nghĩa vô cùng là to lớn, đó là gì ạ? Todomara này, đúng không, là ichimin ho no ho holy ni todomara này, là nó sẽ không chỉ dừng lại ở cái mức độ gọi là luật dân sự. Todomara này đây là không thuộc, đúng không? Nó không dừng lại hoặc là không thuộc đấy, không thuộc cái luật dân sự. Hay nói cách khác, nó chính là cái logic cự, là cái cách suy luận, cái cách mà lập luận rằng là mình sẽ mất đi cái quyền trả lại cái số tiền mà mình đã vay nếu như mà mình cứ ỷ y lại rằng là mình là cái người cho vay và mình không có cái hành vi CQ là yêu cầu, thì là nó sẽ không thuộc cái phạm vi, cái điều đấy thì nó không thuộc cái phạm vi của luật dân sự. Nên là bây giờ mình sẽ tìm cái đáp án nào. Kenri no ue ni nemu du mono to wa dareka. Vậy cái câu này người ta sẽ hỏi về chủ ngữ. Để tìm được đáp án của cái bài này, chúng ta sẽ phải tổng hợp ý như sau. Thứ nhất là cái đoạn ở đằng trước là cái phần tối ưu ohanashi data này, là cái câu giải thích của ông giáo viên Suehiro về cái jiko tối ưu chế độ, đúng không? Thì cái chế độ này ông ấy có nói rằng là cái người mà giáp tâm biển thủ, đúng không, và coi cái việc mà vay tiền mà không bị thúc giục ấy là điều tốt và họ sẽ được lợi này, và cái người mà cho vay nhưng mà nhu nhược yếu thế thì sẽ bị thiệt. Thì với cái quy định đó, người ta đưa ra hai cái đối tượng. Một là cái fukokoro emono, là cái người mà giáp tâm biển thủ, đúng không, thì là được lợi này. Còn cái đối tượng thứ hai là cái người mà cho vay thì là đang bị thiệt. Sau đó là trong cái quy định này thì người ta còn nói rằng là cái người mà ngủ quên trên quyền lợi thì đồng nghĩa với cái người nào ạ? Đồng nghĩa với cái người cho vay này này. Đồng nghĩa với cái người cho vay là cái người mà đang bị thiệt này này. Là cái người mà atashi này, là cái người mà không có cái giá trị để mà bảo vệ ở trong luật dân sự. Thì đấy là cái câu giải thích của cái ông giáo viên. Nhưng mà ở đến cái đoạn ở bên dưới này này, thì là tác giả còn nói rằng là ông ấy rất là ấn tượng với cái câu nói rằng là Kenri no ue ni nemu du mono. Và ông ấy có nói rằng là gì? Là những cái người mà ngủ quên ở trên cái quyền lợi là cái người gì? Là cái người mà chỉ có an trú ở trong cái vị trí rằng là mình là người cho vay, thì là rốt cuộc là mình sẽ bị mất đi cái quyền lợi đấy thôi, và thì mình sẽ không thuộc cái giá trị bảo vệ của luật dân sự. Nên đáp án của mình nó chính là gộp hai cái ý đấy lại, là cái người mà chỉ có an trú trong cái vị trí rằng là mình là cái người vay tiền, hay còn gọi là cái người mà làm sao vay, cho vay tiền mà sai sốc cự sinai, đúng không, không thúc giục người ta trả tiền thì sẽ bị mất đi cái quyền lợi của mình thôi. Cứ ỷ y rằng là mình là người cho vay, đúng không, mình không đòi, mình không thúc giục nó, không có cái hành vi được gọi là CQ này này, thì là mình sẽ, CQ ở đây nó chính là cái hành vi trả lại tiền ấy, thì là mình sẽ bị thiệt thôi. Nên là cái đáp án của mình ở đây nó chính là cái số 4 ở đây này, là cái kaste, là cái hinto đầu tiên, là cái người mà cho vay tiền nhưng mà lại nhu nhược, không có sai sốc cự. Thì ở đây nó chính là kaneo kai sự yu ni sai sốc cự sự koto namakeru kaste. Còn những cái người còn lại thì là không phải cái đáp án của cái bài này. Với cái bài này thì chúng ta sẽ cần phải tổng hợp ý thôi, chứ không thể nào mà tìm ra được một cái quy tắc nhất định nào đấy. Mà thông qua cái đoạn dịch vừa rồi là mình sẽ hiểu được rằng là cái người mà đang ngủ quên trên cái quyền lợi của mình là cái người mà không có thúc giục người ta trả tiền, và cái người mà người ta giáp tâm, người ta biển thủ thì là người ta sẽ được lợi thôi, và cái người mà cho vay mà không dục trả thì sẽ bị thiệt và sẽ mất đi cái quyền lợi là được trả cái số tiền mà mình đã cho vay. Thì là đáp án của mình nó chính là cái số 4. Các bạn đọc lại một lần rồi hiểu cái nội dung của nó để biết được cái ý nghĩa chính xác của nó nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài sau.